Nhìn thấy là trong địa bàn trên kết thúc của mình, trên quốc lộ, bốn trên người chung chơi. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ngân hàng Vietcombank tổ chức tặng quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã biên giới IRV, huyện Esup. Thực hiện chương trình tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện năm 2024, gắn với đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Trong đợt này, đoàn đã đến thăm hỏi tặng quà cho người dân trong xã. Xã IRV huyện Esup là xã vùng sâu, vùng xa của biên giới. Người dân ở đây chủ yếu làm nông nên đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn đó với bà con trong buôn, đoàn đã trao tặng 50 suất quà cho gia đình chính sách khó khăn trên địa bàn xã. Ngoài ra, đoàn còn thăm tặng quà, chúc Tết cán bộ chiến sĩ công an xã IRV và đồn biên phòng 737. Đây là hoạt động góp phần động viên tinh thần, chia sẻ những khó khăn với các hộ dân trên địa bàn, góp phần cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội dịp Tết đến xuân về.